giải ga khác ra đây nóng. Thế con không muốn ngủ với mình à? Không, thế ở đây sẽ có Thu. Có Thu có phải ngủ, có đi làm chứ. Ở đây, ở thế ở đây sẽ có Thu. Ngủ 2 người làm sao mình không cần đẹp. Cái này là vừa mai mà. Đấy con nằm đấy vừa. Vừa đẹp. Cái đầu còn thừa ấy à? Nằm đẹp, đẹp quá là gì. Ơ? À? Hai chị em nằm đấy ngủ nhá. Đấy. Cắn đi. Cháu đừng lật em ngãi vỡ đầu nhá. Con nói. Con nói. Mai ra vào thay quần áo ngủ đi. Không, không thích ở đây ngủ. Vào thay quần áo ngủ. Không thích ở đây ngủ. Thế con thay quần áo ngủ cho nên ra đi ngủ đâu mà. Không, đánh cái này không. Thế nằm đất. Thế cô Thu nằm ở dưới, con nằm ở trên nhá. Nào, vào thay quần áo. Đi ngủ đi.